chị nhà đầu tư, thì bây giờ Châu sẽ mô tả và hướng dẫn cho các anh chị. Đây là vị trí quốc lộ 1A, sẽ đi vào vị trí cụm đất thuộc bãi giếng 1, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Đây là vị trí mà Châu muốn giới thiệu đến các anh chị. Ở đây số lượng nền lên đến 70 nền. Diện tích là 100-120m2, có hai hướng chính là hướng Bắc và hướng Nam. Thì tại vị trí này, trong bán kính 1,5km, đầy đủ các tiện ích dân sinh như trường học, bệnh viện, trạm y tế, ủy ban nhân dân. Và điều đặc biệt, tất cả các sản phẩm bên công ty cho phân phối đều có sổ hồng 2020, thổ cư 100% và được xây dựng tự do. Hạ tầng ở đây rất là đẹp, có vỉa hè, điện đường, đường trượt trải nhựa, quét sơn, có hệ thống đèn chiếu sáng rất đẹp. Và cùng nhìn ngắm về hạ tầng, có đúng như mô tả của Châu ở khu vực này không nha các anh chị? Ở đây các lô là ngang 5m, dài 20m. Trí này đi về sân bay quốc tế Cam Ranh 15 phút di chuyển, đi về biển bãi dài khoảng 10 phút và đi về thành phố Nha Trang thì 30 phút thôi nha các anh chị. Vị trí ở đây cực kỳ tiềm năng và có số lượng cực kỳ khan hiếm, nên các anh chị quan tâm đầu tư tại Cam Lâm thì đừng bỏ qua vị trí này. Hãy liên hệ, nhấp máy lên liên hệ với Châu để giữ cho mình 1-2 nền tại vị trí này. Nhanh lên nha các anh chị, số lượng chỉ có hạn thôi. Số điện thoại của Châu là 0907 063 246. Hoặc các anh chị muốn bạn bè mình cùng đầu tư thì hãy gửi video này đến cho các bạn bè của mình cùng quan tâm và tham khảo tại vị trí đất ở mặt tiền quốc lộ 1A ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa nhé. Và đây là vị trí trên Google Maps. Châu sẽ gửi một cái link mô tả ở dưới phần mô tả của video này nha. Và ở đây là quy hoạch của vị trí lô đất màu xanh dương, nằm trong quy hoạch đất ở nông thôn thuộc xã Cam Hải Tây nha các anh chị. Và đây là tiến độ thanh toán, khi các anh chị mua đất ở bên em sẽ được cọc 50 triệu và đợt 2 là 100 triệu và cuối cùng là 10 ngày sau thì sẽ công chứng và sẽ được nhận sổ sau 20 ngày. Cảm ơn các anh chị đã xem hết phần video. Các anh chị nhớ bấm đăng ký kênh để xem nhiều video giá trị nhất từ Châu nhé. Và đừng quên hãy bấm vào website nguyenkimchau.com để lại thông tin và nhận ebook hoàn toàn miễn phí. Có thể liên hệ trực tiếp với Châu theo số điện thoại 0907 063 246. Châu là chuyên viên tư vấn bất động sản tại khu vực Cam Lâm, Khánh Hòa. Rất vui được hỗ trợ thông tin đầu tư đến các anh chị.